đam mê mà. Có cá chưa cô? Có rồi con. Dạ. Ôi, để cái xô mặn đâu rồi? Còn một xô để bên nhà ăn chưa lấy qua. Không phải, cái xô mới mặn cô để sẵn đây là cô ta nhúc. Sao bữa nay cô lên mấy giờ vậy cô? Hả? Bữa nay cô lên sớm. Sao không nói con ra không phóng luôn. Đem lên cho cực quá. Cô ra lên về mới tới 2 giờ. 2 giờ sáng hả con? Con có đèn pin. 2 giờ sáng con muốn phải vậy đó, con kêu thấy khuya quá. Không. Kêu con vẫn được nha. Vậy hả? Rồi dạ dạ. Rồi giờ bữa mai là nhiêu mấy giờ con? 2 giờ nữa không? Bữa 2 giờ hả? Tối nay cũng về nhà. Dạ. Tới con nước 2 giờ thì mình cứ phóng 2 giờ đi nha cô. Con ra được không sao hết. Dạ. Đánh bắt mà 2 giờ đêm mới lên luôn. Mày tới nước không gì nữa. Dạ. Không sao cô. Cái thùng có quay đâu mất tiêu cho rồi, chắc tủ sách đi rồi. Nó còn để sẵn cái thùng ở đây rồi. Sách tôi mất tiêu rồi. Tôi để mấy mạng sẵn luôn nữa. Để tiếp nhiều rồi. Tiếp nhiều rồi. Dạ. Như khổ quá. Nước này. Nhiều hơn 100 ngàn mà thôi cho con nhé. Dạ cảm ơn con. Con này nó rớt xuống rồi. Để nặng con xong sắp cho nó quay. Dạ dạ dạ. Từ nó không dạy cho nó mất rồi. Xuống này nó có chết. Nhiều nước quá. Dạ dạ dạ. Nước thì mới. Mai cứ 2 giờ luôn nha con. Từ 2 giờ cô kêu người ta có điện cơ ha. Dạ. Mang cá bóng này cô nuôi nó khỏe lớn quá ha. Đâu có, nó tự nhảy ra đó. Vậy hả? Đó, ừ, hơn 200 ngàn rồi, rồi để cô bắt đi. Thôi lấy cho con thêm 200 ngàn nữa. Hơn 100 rồi. Tới 200 nữa hả? Hôm nay hả? Bữa nay đủ 200 không? Hôm nay hả? Thả cho con thả mấy con cúm á. Cúm nữa là đủ. 200 ngàn tiền cúm hả con? Cúm hả? Nhiều. Có chừng trăm mấy rồi. Vậy thôi lấy 100 ngàn tiền cúm nó đi. Trăm mấy là qua 150 không? 110 ngàn, 120 gì cô? Cái này á, cô cân lên cô biết. Được, cô xào hết cho con luôn đi, cô. Hết cho con luôn. Dừng vô. Rồi, còn mấy cái tôm này cô đem ra cho con luôn đi. Tôm lớn hả cô? Để bán hả? Ừ, tôm xì đó. Xài lớn hả? Ừ. Rồi lấy cho con 100 ngàn tiền cúm. Dưới 100 ngàn tôm với bạch tuộc luôn đi cô. Là 200 ngàn nữa rồi. Con mới thấy cô có con gì nè, thấy mắt lẹ ra. Trời ơi. Con gì hả? Con gì vậy? Cá tầm dông đó. Ủa sao có con cá nhảy ra đây ta? Rồi mấy con tầm dông này đi luôn đi cô. Ừ. Là cô lấy cho con thêm 200 ngàn nữa nha. Để con tặng quà sinh nhật. Thôi để con lấy cái cân cần. Tại vì cúm cô phải cân. Cô mới đón được. Cô đổ ra cái thùng cho con ha. Dạ. Bây giờ cô lấy luôn ha. Dừng dừng dừng. Nhưng mà sao không đi nổi? Hay là tí nữa thả sao đi. Thả sao đi. Mấy con nó sống dai mà đúng không? Dừng dừng dừng. Vậy không đi trước. Rồi xong. Vô hốt cá. Dạ. Dạ rồi con ôm gì cũng được. Đi một tay. Thank you.
đi phóng sanh của bà má ra đón đường nguy hiểm quá. Bà má ra kiếm chuyện nè mọi người. Nè để coi má em kiếm chuyện gì với em nha. Rồi chống nạnh luôn. Chống nạnh luôn rồi. Hôm nay nhà em chưa về Sài Gòn. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy Pháp không đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay phóng sanh tiếp tục hồi hướng công đức cho. Dạ. Con sèn trong nhà mà. Hồi nãy con đóng cửa lại nó trong nhà. Trời ơi. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy Pháp không đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh. Chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi. Chúng sanh quy Tăng là tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Gieo duyên với Đức Phật. Mà mẹ ra thấy cửa đóng không? Rồi cô. Nó thích đi phóng sanh mà kìa. Ờ vậy con sèn mới chạy ra nữa. Mày đừng có lấy mới nha. Hồi nãy đóng cửa lại không xác. Mày đừng có nói nhiều. Giờ má em nói là mai đây thôi, mai không cho em ở đây nữa. Khóa cửa luôn. Nên giải cứu động vật kiểu này cũng căng. Rồi chào anh. Thứ nhất giải cứu động vật không được gia đình ủng hộ, nên mấy năm nay làm lận đận lang đang, không được cộng đồng ủng hộ, kênh YouTube yếu kém, tiền không kiếm được bao nhiêu, sự nghiệp tiêu tan, rồi gì nữa, rồi bảo tồn rái cá thì tối ngày bị người dân canh me chơm làm phiền quấy rối ơi, nhưng mà vẫn làm, ai cản được Tây Ôn. Tây Ôn đã quyết tâm làm. Làm tới khi nào không làm được nữa thôi. Có gì đâu. Con đây nhà mấy con chó nghe lời hết, riêng một con nó ám em. Bởi vì trong các vị đệ tử của Phật á, thì có một đệ tử chuyên quấy rối Phật. Dạ. Em nhìn ra được cái điều đó. Học dạy bơi người cá thì cũng có đệ tử quấy rối. À, nhưng mà em vẫn chấp nhận nuôi một đàn chó phụ phóng sanh giải cứu động vật thì cũng có quấy rối, có một con nó báo mình, còn mấy con khác không, nó bệnh tật đủ thứ, làm người đó hay làm vật đều bị rất là nhiều cản duyên. Mình cũng phải cố gắng vượt qua thôi. Như cái level của em đâu có thời gian đi chùa lễ Phật nữa. Giải cứu chúng sanh là hết thời gian rồi. Còn quý vị chưa gieo duyên được tới cái level đó thì đi đi. Trời ơi. Mấy con này là tiếp tục ăn bậy. Ăn bậy là bắt đầu là bị bệnh đó nha. Chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi, giao duyên với Đức Phật tiêu trừ nghiệp chướng nha. Thả xuống đây luôn nha. Nước còn nhiều quá anh Tèo. Sẵn chở em ra kéo kéo ở đây cho thả để đỡ rút.
thôi, đang lớn vậy thôi thả đây cũng được. Ở đây rồi. Đây nè. Nước giờ đang lớn anh. Còn lớn. Còn lớn. Này phóng sanh 100.000 tiếp. Có con cá tầm bông không? Con này là snack eel á. Đó, 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 nó bơi đó. Dạ, cái con snack eel này nó thuộc, cũng thuộc dạng hiếm nha. Người ta gọi nó là cá nhệt á. Nó nặng ký lên một cái mắc tiền lắm đó, đó, người nó dài dài vậy đó. Nó như lương mà không phải lương. Nếu mỗi ngày phóng sanh chút chút vậy mà còn tiền á, thì mình sẽ cứu được nhiều loài vật nha quý vị. Chứ quý vị mà bơm tiền cho em lần mấy trăm là kêu em phóng hết là hết ngày hôm đó là xong rồi đó. Nên cái đó là phóng theo yêu cầu, theo sự kiện gì thôi. Còn nếu phóng để gì